Độc lạ, ô tô lập kỷ lục bay lên trời xa hàng trăm mét rồi đáp xuống mương. Nhìn chiến tích, cộng đồng mạng phải khờ ngang. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy màn vượt địa hình bất chấp của chiếc ô tô con này. Tạt đầu xe hay bắn tốc độ trên đường bằng phẳng có lẽ là quá thường khi chiếc ô tô này có thể dịch chuyển xuyên không gian như thế này đây. Tôi cũng giáo hiểu được ông nào đi cả xe như cái đường như này mà bay gãy quá, ngọn cây rồi sang tận bên kia, sợ thật. Mát chân gà phết đây. Không phải Ấn Độ mà Việt Nam mới là nước chống lại mọi định luật vật lý. Không rõ thế lực nào đã giúp chiếc xe vươn cao và bay xa đến thế. Có thể bị thần cồn thao túng tâm trí nên chủ xe hợp đã quyết định vượt rào, mở đường lên tận ngọn cây rồi đáp xuống bờ ruộng phía bên kia đường. Dù chưa rõ tình trạng của siêu nhân cầm lái ra sao, nhưng chiến tích khác thế này thì kết quả chắc đã chu du miệng cực nhọc rồi các bác ạ. Những tay chơi ô tô địa hình nhìn xong cũng phải nể anh vài phần. Chưa biết gương mặt vàng là ai, nhưng cộng đồng mạng cũng đoán ra 7749 giả thuyết cho tình huống trên mà bình luận. Ô tô bay, siêu nhân lái. Đường đang thẳng tắp, tự nhiên có cái giải phân cách ở đầu chắn ngang. Với tốc độ cực nhanh, cộng thêm cái gờ chắn ngang đường kia, tôi cũng tưởng tượng ra xe bay rồi. Chắc thi bằng lái máy bay xịt nên vậy, chứ học tới nơi tới chốn là đáp đất đẹp rồi. Liệu nhà sản xuất có lắp nhầm động cơ máy bay không? Hay động cơ máy bay chạy ngầm? Màn chuyển từ tài xế thành phi công trong một phút của chủ xe khiến ai cũng nể phục. Còn bạn, bạn nghĩ gì sau khi xem màn trình diễn bay trên không của ô tô trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!